Tạm biệt búp bê xinh xinh, tạm biệt Romy xa nhé. Mai em vào lớp 1 rồi, như lắm quên sao được trường mầm non thân yêu. Tên 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 tên. Đố các bạn biết trên tay tớ là món đồ gì đây? Đấy, đây là búp bê đấy các bạn ơi. Búp bê ơi, tạm biệt bạn nhé. Tớ phải đi học đây. Bây giờ hết dịch rồi các bạn ạ. Cho nên bây giờ tớ lại bắt đầu phải đi học lại rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của tớ đấy. Nhưng mà trước khi đi học thì cần phải có gì nhỉ? Có một chiếc cặp sách các bạn ơi. Cặp sách của tớ đây này. Các bạn nào có cặp sách đẹp như của tớ không? Không biết hôm nay đến lớp có đông bạn không nhỉ? Ôi, bây giờ tớ đi học đây. Bye bye các bạn nha. Đang học online ở nhà, vừa học vừa chơi thích, bây giờ lại phải đi đến trường học rồi các bạn ơi. Chán thế, đang buồn ngủ thì lại phải dậy đi học. Ồ, bên trong này có cái quả gì trông ngon thế nhỉ? Nhưng mình đang phải đến trường cơ mà. Thôi kệ, đi vào hái trộm quả này ăn xem nào. Ôi sao cái cây này nó lại mọc được ra cái quả gì thế này? Quả táo các bạn ơi. Wow, một quả táo chín mọng luôn. Ngon thế. Con chó, chó cắn, chó đuổi chạy thôi. Cái con chó này nó đi đường nào mà sao nó lại đứng ở đây được? Này, ngươi đi ra đi, đi ra đi đây. Ui ôi, nó lại còn giơ tay nó đi đấm mình này. Bảo cái gì cơ? Giả quả táo á? Quả táo tan rồi, còn lâu ta mới giả nhá. Ngươi làm gì được ta? Ui ôi, à được rồi, để ta với ngươi thì đấm nhau, xem ai giỏi hơn nào. Ui không, ui. Con chó này nó giỏi quá. Không được rồi, chạy thôi. Chó nhưng nhà này nó nhiều tí nữa thì mình bị chó nó đuổi. Đi nhanh thôi lại cam ơi, không muộn giờ đến lớp đấy. Bây giờ phải trèo ra thôi. Dép của ai đấy? Ai ném dép của người tớ ra? À, hóa ra thủ phạm là đây à. Ui, mồm lại còn có cái gì dính ở trên mồm này. Bên Trang với cả bên Cam cũng đang đi học đấy à? Tớ biết cậu là có ý đồ xấu xa rồi nhá. Trèo vào nhà hàng xóm ăn trộm táo. Tớ sẽ đi tớ mách cô giáo. Đừng mách. Tớ lấy được có mỗi quả thôi thì bị chó đuổi. Cậu ăn không? Tớ cho cậu ăn cùng đi này. Tớ ăn, tớ không bao giờ ăn dở đồ người khác đâu. Mà tớ cũng không thích đồ ăn trộm đâu. Tớ sẽ đi tớ mách cô giáo cậu. Trang ơi, cậu đừng có mách cô giáo nhá. Lần sau tớ hứa, tớ không bao giờ tớ đi tớ bắt đồ của nhà người khác như thế nữa. Tớ xin hứa đấy. Tớ lần này tớ sợ rồi, tớ bị chó đuổi một trận. Tớ cũng sợ rồi cậu ơi. Đừng mách cô giáo nhá. Được rồi, coi như lần này tớ tha cho cậu đấy. Chứ lần sau cậu mà còn đi ăn trộm nữa, tớ sẽ đi tớ mách cả thầy hiệu trưởng luôn đấy. Các bạn nhỏ nhà mình đừng bạn nào như bạn Nhím nhá. Như thế là xấu lắm. Ngoài việc ăn trộm là xấu xa nữa, cậu còn một cái lỗi nữa, cậu có biết là lỗi gì không? Lỗi gì? Cậu vặt quả táo ở ngoài vườn nhá. Nhìn này, tớ nhìn thấy bao nhiêu bụi bẩn nha, mà cậu đã cho vào mồm cậu ăn luôn như này. Thì có mà run sáng xong là đau bụng đấy. Ui sợ thế. Lần sau đúng là thật, tớ không bao giờ tớ dám ăn linh tinh như này nữa. Ăn cái gì phải rửa trước đi. Chứ không tí nữa mà đau bụng thì mệt lắm. Thôi, hay bọn mình đi học đi. Đi học thôi chứ không là muộn giờ đến lớp đấy. Đi, Cam ơi đi thôi. Chết rồi. Này, đi học thế nào mang cặp sách nhưng mà lại quên mất bút các bạn ơi. Ui, bạn Hà, bạn ấy đang viết cái gì đấy kia nhỉ?
cậu vẽ cái gì đấy? Ôi nhưng mà mình đang học chữ mà sao cậu ấy lại cứ vẽ hình tròn nhỉ? Ui rồi ôi, nhìn quyển sách của cậu ấy này, chả thấy chữ đâu mà cứ toàn thấy cái hình tròn. Ôi chú Trà má ơi, thế này cô giáo mà phát hiện cậu vẽ bậy ra thế này là cậu bị kỷ luật đấy. Này nhìn ơi, tớ bảo hôm nay có mang đồ ăn vặt đi không? Ui không à, tớ đã dặn rồi mà. Hôm nay tớ mang đồ ăn vặt đi đây này, hôm nay cậu phải mang chứ. Thế cậu có mang chấm nước chấm đi không? Cũng không mang. Ôi đây, hôm nay tớ mang hai món đồ này, đảm bảo cậu thích luôn cho mà xem. Đây này, đấy, kem với cả xúc xích các cậu ơi. Nhưng mà ăn trong lớp phải ăn giấu nhá, đừng để cô giáo phát hiện, với cả các bạn phát hiện là các bạn nhắc cô giáo đấy. Này, em ăn kem đây, xúc xích. Đây, chỉ đi. À, úi dồi ôi, thì ăn xúc xích à, tớ ăn kem. Này, nhưng mà ăn cẩn thận nhá, cô giáo phát hiện đấy. Mặc kem luôn. À có, chờ tớ nhá, tớ bóc ra nhá. Đấy, chờ. Kem đậu xanh. Mặn mạnh luôn bạn Cam ơi. Ngon thật đấy. Bạn Cam ăn không? Đây, tôi cho cậu ăn một miếng nhỏ nhá. Ồ, nhưng mà bạn Nhím bạn đang ngủ gật kìa. Không cho bạn Nhím, cho bạn Cam ăn. Cắn nhanh không có dám phát hiện ra bây giờ. Ngon không? Trang với cả bạn Cam đang ăn kem kìa. Này, cho tớ một miếng, cho tớ một miếng quá. Không cho ăn. Có cho tớ không? Cho tớ bạn thôi. Em thưa cô, bạn Trang với bạn Cam ăn kem trong lớp. Bạn nào đang có hứa thế kìa? Trang, em làm gì thế? Mau lên bảng làm bài tập cho cô nào. Cô vừa gọi em ạ. Em ạ. Nhím ơi, cứu tớ. Cứ lên đi, tớ nhắc mày. Không sợ đâu, cứ lên đi, lên. Tớ có biết vừa nãy cô hỏi cái gì đâu. Ta mải ăn kem. Cứ lên đi, tí nữa tớ nhắc. Vẽ hình tròn và tam giác. Hình tròn mình biết vẽ. Đấy, hình tròn vẽ như thế này này. Thế còn hình tam giác. Hình tam giác vẽ như thế nào Nhím ơi? Tớ chưa tìm thấy ở chỗ nào cả. Thôi, tớ không biết đâu, cậu tự mà làm đi. Hình tam giác vẽ như thế nào? Như thế nào? Sao cậu bảo cậu hướng dẫn tớ cơ mà? Sao bây giờ cậu lại bảo là tớ tự làm đi? Làm thế nào bây giờ, cậu vẽ linh tinh vào đây, biết liệu có được không nhỉ? Mình sẽ vẽ hình bộ bê vào đây. Trang, cô bảo vẽ hình tròn và hình tam giác, sao em lại vẽ hình gì thế này? Hình búp bê à? Em không thuộc bài. Trang đi học trong lớp không tập trung, cô cho em điểm 1. Về chỗ ngồi. Mỗi chúng ta đều có nơi sinh sống của mình, đó là nơi chúng ta gắn bó. Mẹ nhẹ nhỉ, sao lại đau bụng ghê nhỉ? Ây dồi ôi, hôm nay mình ăn cái gì nhỉ mà sao lại đau bụng thế này nhỉ? À, lúc nãy mình ăn quả táo à? Ui, hay bạn Trang nói đúng rồi, quả táo này mình chưa rửa. Thế bây giờ ăn bị đau bụng quá. Cậu này làm thế nào đây? Ui thì thối thế nhỉ? Ui, bạn Nhím đánh giá nặng mùi quá. Có sao mùi bên dưới này à? Bạn Nhím à? Ui, bạn Nhím đánh giá nhiều quá. Bạn Hà ơi. Ui, chị ngồi thôi quá. Chưa, không bao giờ dám ăn đồ linh tinh nữa, đồ gì cũng phải rửa. Bạn Trang nói không có sai mà, ăn quả táo lại bây giờ đau quá. Ây dồi ôi. Ui, các bạn ơi, sao lại chạy đi hết thế kia? Ai ở đây học đi chứ? Quả này thì phải đi vệ sinh thôi, chứ không thế này thì nó cứ
Tối quá, mình cũng đây thôi rồi. Thì biết xin tôi. Ui, cậu có làm sao không? Vừa nay bạn nhím đánh rắm mà chạy không kịp thì em bị ngất xỉu ở đây à? Ôi, không có cân trong cái mặt này, ngây ngô. À, không thở được á. Ui, cái quả rắm của bạn nhím mà bây giờ các bạn nhìn này, cả lớp học các bạn chạy về rồi. Không ai dám ở lại lớp nữa.